7 món ăn dành cho người khổng lồ. Hãy xem điều kiện nào khiến cho những món ăn này được công nhận là kỷ lục thế giới nhé. Món salad hoành tráng nhất. Một trường đại học tại Montreal, Canada đã tổ chức một lễ hội lớn. Một nhóm học sinh và giáo viên đã sử dụng rất nhiều hoa quả khác nhau như dưa hấu, táo, dứa, dâu tây để tạo ra một món salad đặc biệt với kích cỡ khổng lồ. Món salad này có trọng lượng lên tới 5 tấn. Do vậy, nó đã được ghi danh vào sách kỷ lục thế giới với danh hiệu món salad lớn nhất từ trước đến nay. Chiếc bánh sandwich độc nhất vô nhị. Đây là tác phẩm của một đầu bếp người Anh có tên là Tristan Webb. Anh đã cho ra lò chiếc bánh sandwich kẹp thịt lớn nhất trên thế giới với 41 tầng thịt khác nhau, trọng lượng lên tới 12,7 kg. Để chiến được hết chiếc bánh này thì ước tính một người phải ăn liên tục trong vòng 10 tiếng đồng hồ. Chiếc bánh có chiều cao 38 cm, rộng 60 cm, nhân của nó bao gồm có thịt hun, lạp xưởng, thịt xông khói, thịt gà, xúc xích Tây Ban Nha, phô mát và dưa chuột. Chiếc bánh kem ngọt ngào nhất. Được mệnh danh là chiếc bánh kem to nhất thế giới với trọng lượng 10,15 kg, chiếc bánh này được sản xuất bởi nhà máy kem của Mỹ Snowin ngay tại quảng trường Dundas ở Toronto, Canada. Nó cũng được ghi vào sách kỷ lục thế giới. Sau đó, chiếc bánh kem nhanh chóng được cắt thành các miếng nhỏ và chia đều cho mọi người cùng thưởng thức. Cây kem khổng lồ nhất. Cây kem khổng lồ nhất thế giới này được các đầu bếp nổi tiếng tại Anh tạo ra với chiều cao tới 4 m. Kỷ lục ban đầu cho cây kem lớn nhất thế giới là 2,5 m. Không biết nó có thể cung cấp được cho bao nhiêu người. Món ăn hummus lớn nhất. Món bánh có tên là hummus được làm bởi 300 đầu bếp đến từ Liban. Họ đã phải nghiền nát gần 10 tấn đậu xanh để làm nên món hummus đặc sắc này. Đồng thời, nó cũng phá vỡ kỷ lục được tạo ra trước đây bởi 50 đầu bếp người Iraq. Tất nhiên, buổi lễ không thể thiếu sự có mặt của ban tổ chức sách kỷ lục Guinness Thế Giới. Chiếc kẹo lollipop có tạo hình xấu nhất thế giới. Chiếc kẹo lollipop lớn nhất thế giới ra mắt tại San Francisco với chiều cao lên đến 1,8 m, rộng khoảng 0,9 m và nặng tới 3.176,5 kg. Thanh cầm kẹo dài đến 3,5 m. Đặc biệt, chiếc kẹo này có trọng lượng nặng gấp 3 lần so với trọng lượng của một chiếc xe trung bình. Mặc dù chiếc kẹo đã lọt vào danh sách kỷ lục thế giới, nhưng điểm số không cao vì ngoại hình khá xấu xí của nó. Chiếc bánh hamburger nặng nhất. Tại Cotton, Hoa Kỳ, một khách sạn đã lập kỷ lục mới với chiếc bánh hamburger nặng 914 kg với đường kính 3 m. Nhân bánh gồm có thịt xông khói, rau diếp, hành tây, phô mát. Đặc biệt, để nướng được chiếc bánh khổng lồ này, người ta phải dùng tới một lò nướng ngoài trời trong khoảng 4 giờ. Sau đó, nó được cung cấp miễn phí cho các du khách có mặt ở đó.